chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình 12 giờ hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố Cần Thơ tham dự. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện. Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ. Việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. Việc điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt 2. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. Tờ trình về việc điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm nay. Các đại biểu đề nghị làm rõ các vấn đề trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến. Cụ thể là dự án khu tái định cư Long Hòa 2, quận Bình Thủy, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 40%. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ được giao làm chủ đầu tư dự án, nay lại đề nghị chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy làm chủ đầu tư. Trách nhiệm của trung tâm đối với dự án. Làm rõ trách nhiệm của Sở Y tế thành phố trong việc làm chủ đầu tư các dự án mua sắm trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần phải có giải pháp khắc phục tình trạng xin điều chỉnh thay đổi chủ trương đầu tư, làm tăng tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian đầu tư, cũng như điều chỉnh thay đổi chủ đầu tư, làm chậm tiến độ thực hiện các công trình dự án. Bà Nguyễn Phương Thủy, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu và hoàn chỉnh nội dung các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề. Nhân dịp lễ Phục sinh sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Cần Thơ, Ban đại diện Tin lành Việt Nam miền Nam thành phố Cần Thơ và Giáo xứ Thới Thạnh. Tại các điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ và đồng bào đạo Công giáo Tin lành hưởng lễ Phục sinh an bình, vui tươi, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo Tin lành vào sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và mong muốn quý vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ, hội đồng mục vụ tiếp tục hướng dẫn đồng bào Công giáo Tin lành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đồng hành cùng với thành phố trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm. Quý vị chức sắc bày tỏ niềm phấn khởi, cảm ơn tình cảm sự quan tâm của đoàn đã đến thăm và chúc mừng. Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã tổ chức họp để thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ tư năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đã chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024. Dự thảo quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo đại hội, quyết định thành lập ban tổ chức, quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, thông báo phân công thành viên chỉ đạo đại hội, hội nghị và các nội dung khác có liên quan. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 được tổ chức ở hai cấp, cấp huyện và cấp thành phố. Trong đó, 4 địa phương tổ chức đại hội gồm Cờ Đỏ, Ninh Kiều, Ô Môn, Thới Lai. Huyện Cờ Đỏ được chọn tổ chức đại hội điểm, các quận huyện còn lại sẽ tiến hành hội nghị. Cũng trong sáng nay, khối các hội đặc thù số 2 gồm Hội Nhà báo, Hội Người tù kháng chiến, Hội Người cao tuổi, Hội Luật gia, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội khuyến học và Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2024, các hội đặc thù số 2 thành phố ký kết giao ước thi đua với các nội dung chủ yếu là phát động trong toàn thể cán bộ, viên chức, hội viên, người lao động, tích cực thực hiện các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chuyển đổi số đến năm 2025, phong trào chống rác thải nhựa, cùng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, gắn với đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ đề năm 2024.
thực hiện tốt quy chế dân chủ nơi làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị, vững vàng, tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, lãng phí và các cao điểm thi đua của thành phố và cả nước. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin về lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Lễ hội năm nay có chủ đề đậm đà hương vị phương Nam, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tới đây, nhằm ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy. Lễ hội có quy mô khoảng 200 đến 250 gian hàng bánh dân gian ẩm thực, sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền, dự kiến sẽ thu hút trên 100 nghệ nhân đến từ các tỉnh thành của cả nước tham gia tranh tài tại hội thi bánh dân gian và trình diễn làm các loại bánh dân gian. Đặc biệt năm nay, ban tổ chức còn bố trí không gian giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, trình diễn và chiêu đãi miễn phí bánh xèo kỷ lục đường kính 3 mét. Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng dành thời gian để trao đổi chia sẻ với các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, trong đó có cách trình diễn bánh xèo kỷ lục, hoạt động giữ xe, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phục vụ báo chí tác nghiệp tại lễ hội. Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 33, quận ủy Ninh Kiều đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành 4 mục tiêu, 6 nhiệm vụ về văn hóa và 4 giải pháp của nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, địa phương, sự đồng thuận của nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đến nay, toàn quận có hơn 43.400 trong tổng số hơn 44.700 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 71 trên 71 khu vực đạt danh hiệu khu vực văn hóa. Tất cả 168 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều yêu cầu các cấp các ngành trong quận tiếp tục nâng cao tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và lễ hội truyền thống, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương. Hôm qua, quận Thốt Nốt đã tổ chức sơ kết các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Hiện 9 trên 9 phường trên địa bàn quận Thốt Nốt đã hoàn thành tổng kết hoạt động của trưởng khu vực nhiệm vụ 2019-2024 đúng theo quy định, thành lập ban chỉ đạo bầu cử và phân công từng thành viên ban chỉ đạo, từng địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ, cụ thể các mốc thời gian thực hiện và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử, đảm bảo cho ngày tổ chức của bầu cử trưởng khu vực được diễn ra an toàn, tiết kiệm, thành công và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, dự kiến toàn quận có hơn 39.300 đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp cộng đồng dân cư với 45 tổ bầu cử và 80 cụm dân cư, để bầu 45 người ứng cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Công trình thi công kè chống sạt lở trên sông Ô Môn, đoạn từ cầu Ô Môn đến dạm Pa Rít được triển khai với kỳ vọng đảm bảo an toàn cho cuộc sống sinh hoạt của sản xuất hàng trăm hộ dân sinh sống cặp sông. Tuy nhiên đến nay, sau 2 lần gia hạn công trình này, chỉ mới hoàn thành khoảng 60% tiến độ. Công trình do Chi cục Thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng trên 220 tỷ đồng, xây dựng trong thời gian 2020-2023. Công trình có chiều dài trên 1,9 km, đến nay đã thực hiện được gần 1 km tường kè. Phần còn lại do dưới mặt bằng về nhà dân và hệ thống điện. Trong quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng còn một số vướng mắc khó khăn, giống như là đường điện nằm trên mặt bằng kè, phần bàn giao mặt bằng của các hộ dân. Thì hiện tại thì cái phần mặt bằng và đường điện thì cũng được chủ đầu tư hỗ trợ di dời. Công trình thì cũng đang trong quá trình là tập trung tiến hành là thi công đóng cọc đại trà. Hiện nay thành phố và các quận huyện đang triển khai thực hiện nhiều công trình dự án trọng điểm. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển vật liệu, một số chủ phương tiện, thuyền trưởng còn chủ quan, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 918 giai đoạn 1 đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thiện một số hạng mục chính.
Do đường tỉnh 923-918 có tải trọng 10 tấn, nên đơn vị thi công chọn phương án vận chuyển hàng hóa bằng xà lan có tải trọng trên 1.000 tấn. Tuy nhiên, phương tiện lớn vào sông nhỏ đã không an toàn, ảnh hưởng đến dòng chảy, sạt lở, mà mới đây dẫn đến gia quẹt vào cầu Nhím, làm hư hỏng phần nhịp chính và hệ thống ống nước. Do cái chủ quan của tài công thôi. Ví dụ như nếu mà qua thấy khó không chắc ăn thì ta đợi nước cạn. Hoặc là nước khi mà nước nó không có chảy xiết. Này tài công thì hơi ẩu, chút canh nó không trúng. Ngay lúc nước chảy xiết thì lúc đó tàu thì nó không có thắng được. Nó ve thì nước đẩy nó ve không nổi thì nó va vô. Hiện ngoài dự án quan trọng quốc gia như cao tốc đang triển khai, thì trên địa bàn thành phố còn thực hiện 8 dự án công trình trọng điểm. Các quận huyện cũng triển khai hàng chục công trình xây dựng trên các lĩnh vực. Việc cung cấp vật liệu xây dựng chủ yếu bằng giao thông thủy. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi, các chủ phương tiện, thuyền trưởng vận chuyển vật liệu xây dựng chưa chấp hành các quy định về tải trọng, thường xuyên chở quá tải, quá khổ. Như đoạn đường ghe chạy từ Bến Phà của Bắc chạy về Bình Minh, trên đoạn đường có giao thông đường thủy bắt ghe không, em chạy không có bằng với quá tải, không có an toàn kỹ thuật với đăng kiểm. Chính từ sự chủ quan chưa chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa không những là nguy cơ dẫn đến số vụ va quẹt, tai nạn giao thông mà còn dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông, nhất là trong mùa mưa bão triều cường. Lực lượng giao thông Phong Điền sẽ kiểm tra là xử lý nghiêm các trường hợp là xe tải mà chở vật liệu xây dựng mà quá tải trọng trên các tuyến đường, cũng như là kể cả các phương tiện thủy vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa. Tăng cường là xử lý nghiêm các trường hợp mà quá tải trọng phương tiện đường thủy, cũng như là các xà lan mà vi phạm mà về cái chở quá tải trọng phương tiện trên các tuyến sông của Phong Điền. Năm 2023, thành phố Cần Thơ có số vụ tai nạn giao thông đường thủy tăng gấp đôi so với năm trước. Do đó, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nói chung. Trong đó có các trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng mà không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hôm qua tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Công an thành phố Cần Thơ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2026. Tại buổi lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất 6 nội dung về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Công an thành phố và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào những thời điểm cụ thể, gắn với những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ trong năm. Trọng tâm là tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, lồng ghép với giáo lý, giáo luật, đạo Phật đến tăng ni, Phật tử. Triển khai xây dựng các mô hình tăng ni Phật tử tham gia giao thông văn hóa an toàn, tuyên truyền thông điệp đã uống rượu bia không lái xe, kết hợp trong các khóa tu thuyết giảng Phật pháp, gắn các nội dung về an toàn giao thông trong các bài thuyết giảng Phật pháp. Sau lễ ký kết, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền luật giao thông và các kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Phổ thông tại viện Rutgers, Mỹ tổ chức tọa đàm tăng cường giáo dục và tính tự chủ của trẻ em gái trên địa bàn. Với chủ đề đặt ra, làm thế nào để thúc đẩy tính tự chủ của trẻ em gái trên địa bàn quận Bình Thủy, các đại biểu và diễn giả thảo luận trao đổi giới thiệu những mô hình câu lạc bộ đang được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của các cấp hội, việc thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, công tác khuyến học khuyến tài, các hoạt động trải nghiệm nâng cao kỹ năng mềm, kiến thức cho học sinh do nhà trường tổ chức. Thông qua đó tìm ra các giải pháp, mô hình hay, cách làm hiệu quả để thúc đẩy tính tự chủ của trẻ em gái, nhất là trẻ em gái thuộc dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ đó mang đến cho các em nhiều cơ hội phát huy tiềm năng, trở thành nhân tố tích cực, tạo ra sự thay đổi trong gia đình và xã hội.
Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây tổ chức bàn giao máy ấm công đoàn cho anh Võ Tấn Lực, đoàn viên công đoàn công ty, thường trú tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Căn nhà được xây mới với diện tích gần 60m², tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý chi nhánh Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Chàng tại Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp. Trong tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ triển khai chương trình miễn phí thăm khám và tư vấn các bệnh lý dạ dày và gan mật cho người dân trong cộng đồng. Người dân có nhu cầu tầm soát các bệnh nêu trên, liên hệ bệnh viện số 168, đường song hành quốc lộ 1A, khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tổng đài chăm sóc khách hàng của bệnh viện 0907 365 115. Tổng đài cấp cứu của bệnh viện 02923 686 115. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn phối hợp với Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động thả cá bản địa ra tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Có hơn 300 ký cá các loại gồm cá hô, cá tra, cá rô phi, cá điêu hồng, cá chép, cá trê. Các loại cá được thả trên sông Ô Môn. Kinh phí do Phòng Kinh tế quận phối hợp vận động xã hội hóa từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngành thủy sản đóng góp. Qua đó, góp phần bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cơ quan quản lý, người dân về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn thả cá bản địa ra tự nhiên lần đầu vào năm 2014. Đến nay, tổng số lượng cá thả về môi trường tự nhiên hơn 3 tấn cá giống các loại. Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 4 này, ngày hôm qua, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 10 đến 20mm, riêng khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 30 đến 60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực trên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng. Nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn thiếu nước, tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ. Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ cho biết, để đảm bảo nguồn nước sử dụng trong mùa nắng nóng như hiện nay, các nhà máy nước trực thuộc đã thực hiện phương án tăng công suất và trữ lượng nước. Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ hiện đang cung cấp nước phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các quận trung tâm trong thành phố với công suất 120.000 mét khối một ngày đêm. Để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp trong mùa nắng nóng, các nhà máy nước thuộc công ty đã tăng 10% công suất so với trước đó và tiến hành vệ sinh khử khuẩn các bồn nước, kết hợp xử lý nguồn nước nguyên liệu đảm bảo an toàn. Trong cái mùa khô nắng nóng thì về phía công ty cũng đã có các chuẩn bị. Chúng tôi cũng đang trong cái việc là gia tăng công tác sản xuất nước, đang rà soát lại các cái trang thiết bị, các cái hồng bơm và duy tu bảo dưỡng cái hệ thống cấp nước sạch để đảm bảo phát full công phát đầy đủ công suất của mình, rồi đảm bảo áp lực, rồi chất lượng lưu lượng để đảm bảo cái nhu cầu phục vụ của khách hàng tốt nhất. Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa khô, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy đã tổ chức kiểm tra đồng loạt hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn. Theo đó, đơn vị duy tu hệ thống điện trên địa bàn quận bố trí nhiều tổ kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu di tích, khu vực có lắp đèn trang trí và các điểm chợ để phát hiện và khắc phục tình trạng hư hỏng đường dây điện, trụ điện. Các trạm biến áp trên đường cũng được kiểm tra để tránh tình trạng chập cháy. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên địa bàn quận vẫn còn một số tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa và một số tuyến đường nông thôn có trụ điện xuống cấp hư hỏng lâu năm nhưng chưa được di dời thay mới, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cao. Thực trạng này cần được Điện lực quận Bình Thủy kiểm tra khắc phục để đảm bảo an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị, nhiều năm gây dựng và phát triển phong trào học võ Taekwondo, anh Phạm Quang Quốc Bảo ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã truyền cảm hứng học võ và ươm mầm cho nhiều tài năng võ thuật tham dự các giải đấu Taekwondo trong nước và quốc tế. Đặc biệt, anh còn là người tiên phong đưa bộ môn Benkasilat về dạy và cũng từng bước đưa bộ môn này phát triển tại Cần Thơ. Một buổi rèn luyện Benkasilat của các võ sĩ chuẩn bị cho giải vô địch trẻ Benkasilat toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Benkasilat là môn võ có xuất phát từ Indonesia. Mặc dù sinh sao đẻ muộn hơn các đội tuyển khác,
nhưng với sự dẫn dắt của anh Phạm Quang Quốc Bảo, các học trò luyện ban cách xe lát đã gặt hái được một số thành tích như giải ba toàn đoàn ở tỉnh An Giang, Tiền Giang, quy chương đồng giải vô địch cúp các câu lạc bộ quốc gia ban cách xe lát năm 2024. Khi mà em tiếp cận thấy cái bộ môn này nó khá là tự vệ, rất là tốt, rất là hợp cho dành cho nam nữ, người lớn tuổi hay sao đó. Người lớn tuổi thì hơi khó xíu là bị khớp thôi, còn những cái bạn nhỏ thì rất là dễ tự vệ. Phụ huynh rất là thích cho những cái bé yếu. Mới đầu thì em không biết gì về bench press hết, nhưng mà em tập được khoảng 3 tháng thì em đã ra mắt thi đấu cái giải đầu tiên là giải bench press huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Em giành được huy chương bạc. Dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của môn Taekwondo, anh Quốc Bảo đã có thời gian tìm hiểu, học hỏi môn võ Bencastilat của thầy Nguyễn Giang Biết, chủ tịch hội Bencastilat tỉnh Tiền Giang. Lý do đầu tiên đưa môn Bencastilat về thành phố Cần Thơ là môn Bencastilat là một môn rất là dễ tiếp cận với mọi người tập. Thứ hai là có hệ thống thi đấu quốc gia ở các giải và là môn thể thao mạnh của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, ASEAN và cũng như thế giới. Đồng thời việc luyện tập môn silat này sẽ giúp cho các bé có cái khả năng tự vệ cao, thực chiến tốt. Vì môn võ Bencastilat đến từ Indonesia là môn võ dành cho quân đội và có tính khống chế cao. Trong một quá trình tập thì huấn luyện viên có thể dạy cho các bé những cái động tác cơ bản nhất, thì để cho mọi lứa tuổi đều tiếp xúc được, đều có thể chơi được. Thì trong một khoảng thời gian thì huấn luyện viên sẽ nhìn nhận các bạn đó và sẽ hướng người đó theo hai hướng, một là bên chuyên quyền, hai là chuyên bên đối kháng. Song song với giải Bencastilat, anh Quốc Bảo cũng được mọi người biết đến với bộ môn Taekwondo. Khi có 19 năm hướng dẫn và hỗ trợ nhiều võ sinh đạt các giải thưởng cao từ trong nước đến quốc tế. Ngoài việc dạy võ cho các võ sinh ở các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, anh Bảo còn mở các lớp dạy võ miễn phí vào dịp hè cho đối tượng thanh thiếu nhi, hỗ trợ chăm lo thường xuyên cho 7 thanh niên yếu thế trên địa bàn phường. Thấy được những đóng góp đó, đoàn phường An Khánh đã kết nối với anh Bảo mở câu lạc bộ dạy võ tại khu dân cư Thới Nhật, phường An Khánh, quận Ninh Kiều vào đầu năm 2023. Với bản thân đoàn phường thì việc đứng ra thành lập mô hình kinh tế tại địa bàn của phường thì đoàn phường cũng hỗ trợ về mặt tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên biết về cái mô hình kinh tế cũng như là hỗ trợ về cái vấn đề thành lập những kế hoạch để mà hỗ trợ cho lớp học võ có điều kiện để mà hoạt động tốt nhất. Được học võ, được huấn luyện và truyền lửa lại cho các em là một ước mơ, và ước mơ cao hơn là mình sẽ đi theo mô hình của Nhật Bản, đó là thành lập những trung tâm huấn luyện tư nhân bên võ. Với anh Phạm Hoàng Quốc Bảo, được học võ và truyền lửa đam mê đến với mọi người là ước mơ từ nhỏ. Vì học võ không chỉ nâng cao sức khỏe cho cộng đồng mà còn giúp các võ sinh rèn luyện tính kiên nhẫn, đạo lý tôn sư trọng đạo mà người học võ cần hướng đến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.